Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Runjumon, nhận 200 token có ký hiệu LCFRIM nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở từ Ram Start Chatbot các bạn. Rồi bấm bấm join này rớt nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi trên group các bạn join sao bạn mới đáp các bạn. Join tiếp kênh seller nè. Dạo gần đây dự án game khá là ngon, các bạn nên cố gắng làm các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và tăng 3 người bạn này. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè. Băng like nè. Chưa tăng 3 người bạn không thắng là tăng các bạn. Để chút xíu nữa nó kêu mình tăng nữa mà không. Các bạn xoay tiếp kênh seller nè. Follow tờ Twitter và retweet nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài của nó là băng like nè. Các bạn chính chắn như tao quýt nè. Các bạn ghi ở cộng này đớp đi. Này đớp ta này rồi. Các bạn tao quýt lên các bạn. Sau đó các bạn bắt đớp lên nè. Subscribe kênh YouTube nè. Trên kênh YouTube nè các bạn đăng ký các bạn. Bằng like luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đớp lên nè. Rồi bấm vào Reser nè. Rồi các bạn lướt captcha. Card là cái điện thoại hết rồi. Chữ cát là cái gì ta? Phan các bạn chờ một chút xíu các bạn. Chữ cát này là một cái chiếc xe không ta? Rồi đúng rồi. Rồi dòng đầu tiên mình đi chỉ email mình vào các bạn. Rồi tiếp tục mình gọi địa chỉ với pin bi sẽ ở trên bet20 trên chiếc chocolate của tất các bạn nè. Rồi bạn sẽ chép nè. Để lại cho bot nè. Sau đó submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Rồi nhập vào Namata, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Nhập vào anh cùng, nhập vào chia sẻ nè các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Thì là chatbot nè. Tiếp tục submit link retweet. Coi bài nào ta. Rồi cái bài của nó nè. Submit in retweet thì các bạn nhấp vào cái tờ Twitter hồi nãy nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Tờ chẳng như tờ tweet tăng 3 người bạn của mình vào nè các bạn. Rồi các bạn tờ tweet lên nè. Các bạn thận trọng tờ Twitter của các bạn nha bạn. Các bạn follow tờ tweet tăng những người bạn nào thì các bạn tăng thường xuyên nha các bạn. Các bạn tăng loạn xạ nó phá hạt tất cả các bạn. Rồi bạn chia sẻ nè. Sau đó các bạn trở về trang cá nhân Twitter của tất cả các bạn qua tweet các bạn chia sẻ. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Nhắc lại cho các bạn cho bóng mới. Rồi các bạn dán vào đây. Sau đó bấm mail số net. Submit đường link profile YouTube. Gửi đường link YouTube thì các bạn nhấp vào kênh YouTube các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn. Các bạn chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Gửi lại cho bot nè. Tờ quyền này sai bét. Rồi thôi có join kênh seller không các bạn bắt đắp vào bấm bấm eo số net các bạn. Rồi thôi tờ quýt không bấm eo số net các bạn. Rồi các bạn việc lên ghép chia sẻ cho bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.